Tôi xin báo cáo với đại chúng là học mà trước đây 45 năm này kia đó, cho tới bây giờ nó mới là cô đọng lại, tôi mới thấy cái giá trị của kinh điển, của giáo lý của đạo Phật nó cần thiết lắm. Tôi muốn nói rất là từ từ để hy vọng rằng là người Phật tử nhận thức được cái giáo lý này. Chứ còn tôi thành thật mà tôi nói, nghĩa là ai giận là tôi chịu à. Có đẩy tôi ra khỏi cái lĩnh vực nào đó, cảm tình hay gì đó, tôi cũng chịu thôi à. Chứ còn mà các vị mà bảo tôi tin tưởng cái lặt vặt, cái kiểu của hình thức của tôn giáo mà không còn tin nữa được. Nói thẳng thật là không còn tin nữa được. Bởi vì tôi đã nói từ lâu rồi, tôi nói đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà không giống như các tôn giáo khác. Tôn giáo là nó đi đôi với giáo điều chủ nghĩa. Ta đặt ra cái giáo điều chủ nghĩa, ta bắt người đó phải tin tưởng theo và phải làm theo, dù là làm không có chân lý gì cũng phải làm. Nếu là sai là bị xử, bị trị, bị tội. Cái đó mới gọi là cái tôn giáo theo các bộ từ điển định nghĩa. Còn như đạo Phật thì không phải, không phải tôn giáo. Học Phật, Phật là giác mà. Học cái đạo giác ngộ để đi cái con đường giác ngộ. Mà giác ngộ nhận thức được chân lý là khi mà sống nhận thức chân lý, sống đúng chân lý rồi là con người này có giải thoát. Tức là học cái đạo, đạo giác, đạo tỉnh thức, bồi dưỡng trí tuệ để có trí tuệ mà tới đỉnh cao rồi thì gọi là có bồ đề. Tức là chứng được cái đạo bồ đề. Bồ đề là đỉnh cao, là kết quả của trí tuệ. Mà có bồ đề rồi là sống không sai chân lý, sống phù hợp với chân lý, không có xảy ra các cái hiện tượng khổ đau nữa, gọi đó là có niết bàn. Cho nên bây giờ đối với tôi là vậy đó. Ngày nào mà còn nói là phải nói vậy thôi. Chứ còn là bảo tôi là phải là nhắc nhở cho các vị là gian, là sinh, là cúng, là lại, là mà tụng niệm này kia đó, tôi không cần đâu. Không bao giờ tôi khuyên các vị tụng, mà tôi khuyên các vị học. Học nghĩa là các vị đọc tôi nát rất kinh ra, thuộc nằm lòng từng đoạn từng ý một, mà tôi không khuyên các vị tụng. Bởi vì tụng không có cái ông Phật nào mà khờ khạo mà ngồi đó mà nghe các vị tụng. Trời đất ơi, kinh ta nói cho tôi bay, tôi dạy tôi bay không, mà bây giờ mình kêu tôi ra ngồi đây để tôi bay tụng lần mấy tiếng hồi như sao tôi chịu được. Mà tụng là mùa đông lạnh, tôi ngồi còn đỡ, mùa hè này nực, tụi bay không có quạt máy. Mình để tôi ngồi trên bàn cao vậy, mình đốt nhang lên mình tụng. Tôi muốn chết ra trên này thì sao là Như Lai chịu nổi. Nói bây giờ đây là nói vậy đó. Giả lệ nữa, nói là nói vậy chứ Phật làm gì có ngồi trên chánh điện. Nhược chỉ sắc kiến ngã, chỉ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất đăng kiến như. Như Lai làm gì có Phật trên đó. Đã không có Phật trên đó thì mắc mớ gì phải lại ngồi trước đó mà tụng. Rất rõ ràng. Kinh Phật nói và đem lại tụng bắt Phật nghe. Và Phật thì ta học rằng pháp thân tỳ lô giá na là biến nhất thiết xứ. Đa bảo Như Lai là trong quá khứ cho tới ngày nay. Suốt quá khứ hiện tại vị Lai không lúc nào, nếu mà có nó thì hôm qua là không lúc nào không có đa bảo. Còn Phật Thích Ca cho biết là trong hư không này dời hết trời người đi mười phương, Như Lai Thích Ca đem ứng thân Phật về ngồi không có đủ chỗ ngồi. Thế thì về mặt không gian có chỗ nào không có Phật? Trong mọi người cũng đã có Phật rồi kia mà. Cho nên vấn đề là bây giờ là giác ngộ thôi, là giải thoát thôi. Còn tụng niệm thì là không cần, không cần tụng mà cần học. Còn thiền thì là tốt thôi. Nhưng mà đã gọi là thiền tọa, không phải ngồi mới tọa. Thiền đúng lúc cả đi cả đứng, kể cả cái lúc mà cần nằm, ta nằm ta cũng thiền được nữa. Đấy. Thành ra là học cái giáo lý này nó sâu như vậy. Nhưng mà nói như vậy là không phải là dễ đâu. Nói vậy là hy sinh đó, hy sinh đó, chịu bao nhiêu là mũi nhọn. Nhưng mà mũi nhọn mà bắn mấy mươi năm mà không thủng thì bây giờ còn một vài năm nữa có bắn đi nữa thì chắc cũng không có sao. Mà có sao đi nữa nó cũng vậy thôi à. Không sợ là không sợ.
Tức là lý vô ngã thể nhập như pháp nhẫn vô sanh, còn cái chữ pháp nhẫn vô sanh nữa đó. Đó là nói về lý vô ngã rồi đó. Thì cái từ pháp nhẫn vô sanh, pháp nhẫn vô sanh là sao đây? Là các vị phải thiền định. Mà thiền định đây tôi nói là gọi là thiền, gọi là thiền tọa, không phải ngồi mới tọa nha. Thiền cả đi cả đứng, có lúc cần nằm, nằm cũng thiền được. Tôi gọi là Như Lai thiền. Mỗi lần cũng có Phật tử hỏi tôi mà Như Lai thiền gì, tối sư thiền là nó khác nhau chỗ nào mà. Không có gì khác hết á. Tối sư thiền cũng tức là Như Lai thiền. Nhưng mà vấn đề là dựa vào cái kết quả của nó mà nói nó là Như Lai thiền hay là tổ sư thiền. À. Cho nên vấn đề này nha, thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất thiện lý, thị tắc long nữ, đốn thành Phật, và phi tắc thiện tinh, sanh hãm trị. À, vấn đề thị phi là khó nói lắm. Gọi rằng thị lấy chi làm chuẩn. À, thế gian này ai cũng có quyền nói cái việc của mình, nói việc của mình làm là đúng hết á. Gọi là thị lấy chi làm chuẩn. Gọi là phi, không có chuẩn thì biết cứ vào đâu. À, cái thị cái đúng thì mà còn không có cái gì làm cái chuẩn được. Thế rồi còn cái phi, gọi là phi là sai, là lỗi, là sai mà không có chuẩn thì căn cứ vào đâu mà nói người ta phi. À, cho nên đây này, cái này là học hay lắm này nha. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai lệch một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Ta gọi là sai chi hào ly, thất thiệt lý. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai một ly thì quả nó sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Câu này nè, giữa nhân quả mà quyết định sai hay đúng, phải dựa vào nhân quả nha. Nhân mà tốt lành thì cái quả nó mới xanh tươi, nó mới ngọt ngon. Rõ là sai, cho nên thiện tin con Phật đọa A Tỳ, quyết định đúng, cho nên long nữ thành bồ đề trong nháy mắt. Thế thì vấn đề thị và phi là phải dựa vào nhân và quả, dựa vào cái kết quả của vấn đề mà quyết định thị phi. Chứ không phải là không có chuẩn đâu, nó có chuẩn của nó. Nếu mà mình không học cái lý nhân quả đó, mình không có bao giờ có tiêu chuẩn đâu. Gọi là thị không lấy chi làm chuẩn, gọi là phi không có chuẩn thì biết căn cứ vào đâu. Thế thì cãi chài, cãi cối, cãi nhau cho chết thôi, và thậm chí là tàn hại nhau đi nữa cũng không có gì làm sao mà giải quyết được vấn đề. À, thế thì người đạo Phật thì sao giờ đây? Giữa ra câu ngạn ngữ rằng nhân mà sai xuyến một ly thì cái quả nó sẽ lên mục tiêu vạn dặm. À, giống như là mấy anh không quân đó, là phòng không á, là bắn quả tiễn cũng vậy. Cái nhân ở đây nè mà bắn mà sai xuyến một ly đó, mà bắn cái quả tiễn mà đây qua tới Liên Xô ra là nó lên mục tiêu vạn dặm này. À, cho nên là cái tọa độ là phải canh hết sức là chính xác. Vậy mà nó còn là phải có xê dịch chứ không bao giờ nó 100% được đâu. Cho nên là nhân mà sai sửa một ly thì cái quả nó sẽ làm mục tiêu dạng dầm. Giống như bắn tên cũng vậy mà bắn súng cũng vậy. Giữa nhân quả mà đoán định là sai hay đúng. Nhân mà tốt lành thì cái quả nó mới được sanh tươi. Do cái nhân cái hộp mà tốt lành thì cái cây nó mới xanh tươi được, nó mới tốt tươi được. Cho nên rõ là sai, cho nên thiện tin con của Phật mà đọa A Tỳ. Con của Phật mà Phật không cứu được rồi đọa A Tỳ thì biết rằng là ông thiện tin này là sai rồi. Còn chắc chắn đúng, cho nên long nữ, long là rồng đó, là một loại súc sanh đấy. Hay nói cách khác là trong con người của chúng ta ai cũng còn có cái chất phàm phu, chất của súc sanh bên trong mà. Nhưng mà nếu mà ta tu đúng rồi á, thì là cái phàm phu đó, cái chất súc sanh đó ta có thể chuyển qua nó trở thành Phật được, hết thải đó. Ai cũng có thể thành Phật được.
chắc chắn đúng long nữ, thành bồ đề trong nháy mắt. À, chỗ đó là cái chỗ mà tôi xin nhắc đại chúng để ý đi. Chứ còn người ta ai cũng có quyền họ nói họ phải hết đó nha. Ai cũng tự cho rằng là cái của mình nói là phải đó. Ai cũng có thể kêu người khác là sai đó. Người ta có quyền bảo lưu ý kiến của người ta. Mà lấy gì làm chuẩn đây? À, vấn đề là chỗ đó. Mà người học đạo lấy cái chuẩn là cái thành quả của cái việc tu hành. Cũng như người ta nói trường đồ với tri mã lực và sự cửu với kiến nhân nhân tâm. Ngựa mà đang chạy mà mới vòng thứ một hay thứ ba mà trên đường nghĩa là 3-4 cây số, anh đánh giá ngựa hay đâu có được. Anh mới đánh giá ngựa hay là khi nào con ngựa nó chạy đủ 10 vòng 100 cây số, nó nói cái hạng nhất hạng nhì nó mới đúng chứ. Tức là cũng dựa vào quả, dựa vào nhân quả. Chứ cái lúc mà mới chạy 10 vòng mà ta chạy mới 3-4 vòng mà người ta ở sau 1-2-3 con ngựa mà đánh giá là dở, đánh giá vậy, đánh giá vậy đâu có đúng. Phải dựa vào cái quả cuối cùng. Cho nên tôi nói đại chúng học rồi đấy, nó có cái cách kiểm tra đâu là sai, đâu là đúng. Chứ không phải nói rồi ai muốn nói sao nói. Cái bài đó hay lắm đó. Thị bất thị, phi bất phi. Sai chi hào ly thất thiên lý. Thị tắc long nữ đúng thật Phật, mà phi tắc thiện tinh sanh nản trị. Gọi thành thị lấy chi làm chuẩn. Anh nói anh đúng vậy là chẳng qua là để vậy là không có chuẩn là cãi chơi vậy sao. Bảo rằng phi thị mà còn không có tiêu chuẩn. Để nói rằng thầy thì bảo rằng phi thì không có chuẩn mới biết cứ vào đâu mà nói anh ta phi chứ. Ngạn ngữ rằng nhưng mà sai sửa một ly thì quả nó sẽ lẹp mục tiêu dạng dặm đây. Do nhân quả mà đoán định là quyết định là sai hay đúng. Nhân tốt lành thì cái hoa quả nó mới xưng xe. Anh Tổng không giống tốt lành thì mới hoa quả nó mới xưng xe chứ. Rõ là sai cho nên thiện tinh con Phật đọa A Tỳ, chắc chắn đúng cho nên long nữ thành bồ đề trong nháy mắt. Nhân cái bài đó tôi nhắc cái đại chúng nữa, thiện tinh con Phật mà Phật có rằng này nó đọa địa ngục đọa A Tỳ, điều đó chứng tỏ rằng không có ai chú nguyện cho ai được rồi. Thấy rõ cái đó chưa? Nếu mà chú nguyện là Phật trời ơi cũng niệm Nam Mô Nhiên Đăng chứ bị ổng là Phật Thích Ca rồi. Thế là ông niệm Nhiên Đăng cái gì? Nam Mô Nhiên Đăng Phật phù hộ cho thằng con tôi, nó giờ nó đang đọa A Tỳ đó, nhờ Phật từ bi thương xót vì tôi mà cứu nó. Nhưng mà Phật Thích Ca không làm cái đó được. Nó rõ quá rồi, là không có ai chú nguyện cho ai được. Đó là học Phật thiệt đó nha.